Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship quyết tâm phục thù con Ambush các bạn. Con nó giết Ship 2 lần. Không tin là lần đầu tiên Ship hồi sinh bằng robot và lần thứ hai cũng gặp lại nó luôn. Bữa giờ Ship chơi Ship chưa bao giờ gặp con Ambush 2 lần như vậy luôn các bạn. Đúng xui luôn á. Nên bây giờ Ship sẽ phục thù nó nha các bạn. Ok, các bạn nhớ là video cũng như giúp Ship lên được 2 triệu sub nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chiến đấu với nó thôi. Ship qua vòng 50 đến cửa 53 các bạn. Trap nè, trap shop nè. Ê, bộ xương này có thể bấm vô được nè các bạn. Không có chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ Ship chiếu đèn cho con Trap nè. Nó có thấy gì đâu, nó đang thui à. Nó cũng không cắn mình nữa. Trap ơi, cho mình mua một cây thánh giá nha. Mua một cái vitamin để chạy nhanh nè. Mua một cái lóc bít. Hết tiền mua cái chìa khóa đầu lâu rồi các bạn. Thôi tiếp cho Trap 10k đi, 10 đồng đi. Thui, cửa 53 tao thui luôn. Lút đồ để kiếm tiền các bạn ơi. 54. Con này nguy hiểm lắm. Có lúc nó sẽ ra tiếng động, có lúc nó sẽ không ra tiếng động các bạn. Bây giờ chúng ta đi qua cái phòng này thôi. Tại vì Ship không có chìa khóa mở để lấy cái cây các bạn. Cái cây hồi máu các bạn, không có chìa khóa. 56. Tối thui vậy ta. Đã sợ bóng tối rồi mà còn đi gặp bóng tối không nữa, chắc xỉu quá. Ồ, kiếm chìa khóa hả? Thôi xài lóc bít cho nhanh các bạn. Ok, chạy cho nhanh. 58. 59. Trời ơi, lừa Ship hả? Dễ gì. Ôi, được cái lóc bít nữa nè. Ồ. 60 các bạn. Ok, chúng ta đã đến được phòng 70 các bạn. Đi loot đồ, loot tiền một tí đi. Ship cũng hết tiền rồi. Ok. Ây da, sao khó bấm thế nhỉ? Các bạn chơi được tới vòng 100 chưa? Ship thấy vòng 100 khó lắm luôn á. Ui, gặp Ship nè, gặp Ship nè. 72, 72. Căng thẳng quá đi. Ok, bình tĩnh, tự tin. Trái. Thẳng. Trái. Phải. Phải, phải. Wow, 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 wow. Cái phòng này ghê quá vậy. Kiếm chìa khóa các bạn ơi. Chìa khóa đây. Hôm qua Ship chết ở cửa 85 đúng không? Lút đồ thôi, lút đồ thôi. 83. 83 các bạn. 84, 84, 84. Chưa có gì xảy ra, chưa có gì xảy ra. Ôi, nó đây, nó đây. Mày tới đây, mày tới đây. Ship trả thù được nữa các bạn. Chết đi con Ambush. Thiệt là hạnh phúc quá đi. Hình như tới con Rus các bạn, 87 rồi nè. Có không vậy, có không, để trốn nè. Không có các bạn ơi. Bây giờ cho Ship đi loot tiền tí nha. Để Ship có tiền mua đồ các bạn. Đèn pin nè. Chúng ta phải giữ đèn pin tới vòng cuối cùng. Ship nghĩ vậy. Cũng không có nhiều tiền lắm ta. Được có tí tiền à. Ok, bây giờ phải đi kiếm chìa khóa thôi. Đây đây, chìa khóa trong đây các bạn. Thôi đi luôn đi. Là biến loot quá à, cửa 88 các bạn. Ui ui ui, nó tới, con Rus tới, con Rus tới, con Rus tới. Ok. Không, con này thì dễ hơn con kia nha. Con Rus thì dễ hơn con Ambush các bạn. Đi lắp tranh, đi lắp tranh.
Ok. Cửa 90. 90 rồi, 90 rồi. Wow, ui, cái phòng gì á? Cái phòng toàn trồng cây không các bạn? Cửa 91. Giống như cái nhà kính vậy á. À, cửa này thì biết rồi, cửa này thì đợt trước có. À, ship quên nói với các bạn, cái này là update chứ không phải phần 2 các bạn. Ship nhầm. Update lên hotel mới thôi. Nó khó hơn các bạn. 92. Ice, ice. Né ice các bạn ơi, né ice. Ui, trời ơi, hai con ai liên tiếp luôn. À, cái gì vậy? Ui, ship bị đâm, bị đâm. 94 các bạn. 94. Con rút tới hay sao á? Ở đây không có đèn, nó không có chớp các bạn. Biết ngay mà. Chết rồi, không có đèn nó sẽ không chớp. Tiếng mưa với tiếng con rút không nghe được các bạn. Thôi uống vitamin chạy cho nhanh nè. Tới cửa 100 luôn nè. Chính xác, chính xác. Sắp nghe tiếng con rút các bạn. Đi 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 thôi. Đi núp thôi. Ở nó tới đúng rồi. Hình như nó tới phải. Có không ta? Không nghe gì hết. Chắc là nó không tới đâu. Nó có tới không vậy? Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Nó không tới các bạn ơi. Bạn không thể hồi sinh ở đây. Vừa nghe tiếng con Spirit tính trốn vô trong tủ mà con Root nó tới. Hôm qua thì chết vì con Ambush, hôm nay chết vì con Root các bạn. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Ship. Ship sẽ quyết tâm giải mã được cửa 100 nha các bạn. Nếu các bạn thích những video của Ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.